Xin thân ái kính chào quý thiền hữu tri thức. Lần trước chúng ta đã học xong đoạn 2 trong Đệ Ngũ Hội của Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn. Hôm nay chúng ta sẽ qua đoạn kế tiếp, tức là đoạn 3. Trước nhất chúng ta sẽ nghe qua một lần. Chuara eka hika dvaitiyaka tritiyaka chaturthaka nitya chuara vichama chuara vatika paitika Shlachmika, Samnipatika, Sarvachvara, Shiro Ritir, Varda Badaro Chaka. Đó. Những cái chữ A có cái dấu gạch ngang trên đầu, chúng ta phải đọc hai nhịp. Và những chữ A không có dấu gạch ngang, chúng ta đọc một nhịp. Chữ Y cũng vậy. Chữ Y nào không có dấu gạch ngang, chúng ta đọc một nhịp. Và chữ Y có dấu gạch ngang, chúng ta đọc là hai nhịp. Đó. Ngoài ra chữ E thì chúng ta đọc hai nhịp. Chữ E thì nó không có dấu gạch ngang trên đầu. Vốn chữ E là không có dấu gạch ngang trên đầu, nhưng chúng ta vẫn đọc là hai nhịp. Đó. Rồi, hai chữ A liên tiếp với nhau, không có dấu gạch ngang thì chúng ta gom nó lại thành một chữ A dài có dấu gạch ngang trên đầu. Cho nên chúng ta sẽ đọc hai chữ A này thành là một chữ A có hai nhịp. Đó. Cho nên đoạn này thì cũng rất là dễ học. Chỉ có những cái điểm đó là chúng ta phải nên nhớ. Chuara, chuara, chuara ekahika, chuara ekahika, chuara ekahika. Dvaitiyaka, dvaitiyaka, dvaitiyaka. Tritiyaka, tritiyaka, tritiyaka. Chaturthaka, chaturthaka, chaturthaka. Nitya chwara, nitya chwara, nitya chwara. Vichama chwara, vichama chwara, vichama chwara. Vatika, vatika, vatika. Chữ H có dấu nặng, chúng ta phải lấy cái nguyên âm ngoài trước chữ H, chúng ta choàng ra ngoài sau và chúng ta đọc nhẹ một cái. Vatika, ha, ha, vatika. Paitika, paitika, paitika. Shlachmika, shlachmika. Chữ S này là sh, chữ S này là ch, ch. Nó cũng gần giống nhưng mà nó hơi khác một chút. Là cái hơi này nè, là sh giống như sugar. Chữ S này giống như là crystal, crystal, crystal. So, shlachmika, Samnipatika, Samnipatika, Sarvachvara, Sarvachvara, Shiro Ritir, Shiro Ritir, Shiro Ritir, Varda, Bada, Rochaka, Varda, Bada, Rochaka. Chữ O đó là vốn chữ O là không bao giờ có dấu gạch ngang trên đầu mà nó vẫn đọc dài giống như chữ E vậy đó. Cho nên là Varda, 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 Badarochaka, Badarochaka, Varda, Badarochaka. Đó. Chúng ta phải để ý những cái chữ màu đỏ như vậy thì chúng ta đọc cho nó đúng, rồi sau đó chúng ta học cho thuộc lòng. Đó, bây giờ các bạn nghe qua vài lần nữa nhé. Chuara eka hika dvaitiyaka tritiyaka chaturthaka nitya chuara vichama chuara vatika paitika Shlachmika, Samnipatika, Sarvachvara, Shiro Ritir, Varda Badaro Chaka. Chuara Eka Hika, Dvaitiyaka, Tritiyaka, Chaturthaka,
Nityachwara, Vichamachwara, Vatika, Paitika, Shlachmika, Samnipatika, Sarvachwara, Shiro Ritir, Varda Badaro Chaka. Chwara Ekahika, Dvaitiyaka, Tritiyaka, Chaturthaka. Nityachwara, Vichamachwara, Vatika, Paitika, Shlachmika, Samnipatika, Sarvachwara, Shiro Ritir, Varda Badaro Chaka. Thì đoạn này cũng ngắn, cho nên là các bạn để ý những chữ màu đỏ và học cho thuộc. Rồi xin chúc các bạn học mau thuộc đoạn này và xin kính chào các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp nhé.